<laughs> là một Phật tử chỉ quy y Phật Pháp Tăng thì không quy y trời thần quỷ vật. Vậy thì chẳng hạn đối với thiên nhân Mahasena, Ngài là thiên tiền thân của tôn giả Na Tiên. Nhưng trong kiếp hiện tại Ngài là một vị trời. À, quý vị nhầm nhé ngài là tiền thân của tôn giả na tiên thì tức là bây giờ ngài ngài na... ngài nagasena đó ờ, ngài nagasena ngài đã chứng đắc đạo quả a la hán và ngài đã viên tịch rồi thì làm gì có chuyện trong kiếp hiện tại ngài là một vị trời Hả? rồi trong trường hợp này nếu một tu sĩ tuổi hạ còn thấp hay chí ít là một phật tử tại gia bình thường mà gặp thiên nhân uh, mahasena thì ngài ấy có xứng đáng để cung kính đảnh lễ không? thì sư đã nói rồi, nha sư đã nói rồi, uh, ngài Mahasena hoặc là uh, ngài Nagasena tức là ngài Na tiên á, uh, thì ngài đã chứng đắc đạo quả a la hán và ngài đã viên tịch rồi thì làm gì có chuyện mà ngài còn ở cõi trời. quý vị nhớ về một chuyện, nhớ về một chuyện một vị đã chứng đắc đạo quả a-la-hán tức là vị đó viên tịch hoàn toàn chứ không có chuyện là vị đó còn ở cõi trời nha uh, tức vị đó đã ra khỏi tam giới rồi nhớ rõ dùm cái chuyện này dùm xem nhé yeah. uh, còn cái thứ hai là giả sử một vị trưởng lão một vị trưởng lão uh, ví dụ như ví dụ như À, ngài à, di lặc à, tức là vị chánh đẳng giác tương lai đó thì trước đó ngài là một vị trưởng lão nha một vị trưởng lão ngài đã viên tịch và bây giờ ngài là một vị trời thì một vị tỳ kheo nếu như gặp ngài cũng không có đảnh lễ bởi vì lúc bấy giờ đó vị này không phải là một vị tỳ kheo cho nên một vị tỳ kheo không có đảnh lễ. Và nếu như hai đối tượng này gặp nhau, tức là một vị tỳ kheo và cái vị và vị Bồ Tát uh, ngài Bồ Tát Di Lặc ấy gặp ấy thì ngài Bồ Tát Di Lặc sẽ chắp tay đảnh lễ vị tỳ kheo đó. Bởi vì lúc bấy giờ vị tỳ kheo là một vị tỳ kheo còn ngài ngài không còn là một vị tỳ kheo nữa. Nha. Còn cái chuyện sau này trước đó ngài là trưởng lão nó đã xong rồi. Và tương lai ngài sẽ thành một vị chánh đẳng giác. Đó là chuyện của tương lai. Nhớ giùm mình đang nói là mình đang nói ở kiếp hiện tại. Nha. Cho nên là một vị tỳ kheo thì sẽ không có đảnh lễ kỳ một vị trời nào dù trước đó dù trước đó vị đó từng là trưởng lão nha rồi còn đối với hàng cư sĩ đó, hàng cư sĩ thì quý vị nên phân biệt phân biệt giữa cái chuyện quy y và cái chuyện chấp tay đảnh lễ chấp tay kính lễ phân biệt dùm à, tại vì thí à, dụ như ngày cái thời mà có vua quan có thời mà có vua quan à, quý vị gặp vua quan thì quý vị phải quỳ lạy nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị quy y với cái vị vua hay vị quan đó rồi thậm chí bây giờ nhiều người thí dụ như mình mắc nợ mình gặp con nợ chủ nợ tới đòi mình quỳ mình lạy người ta thì cũng không có nghĩa là mình quy y nơi cái chủ nợ đó quy y mình dùng cái từ quy y có nghĩa là sao thân sa đọt năng gắt cha mí tức là tôi đi đến đức phật là nơi nương nhờ nếu mà dịch đúng bút thăng có nghĩa là đức phật à, uh, gác cha tí tức là uh, bút thăng gác cha tí bút thăng gác cha tí tức là đi đến đức phật bút thăng gác cha tí là đi đến đức phật đi đến đức phật mà sarana sarana có nghĩa là nương nhờ tức là tôi đi đến đức phật là nơi nương nhờ tức nghĩa là tôi đức phật là chỗ để mà tôi nương nhờ ngày vào ngày nha còn chính bởi vì như vậy ừ, khi mà mình chọn cái nơi nương nhờ là một đối tượng khác thì khi đó mình đức tam quy còn cái chuyện mà mình à, cư sĩ quý vị đó à, kính lễ chư thiên kính lễ chư thiên thì nó chỉ đơn giản là mình à, kính lễ thôi cừ khi mình có suy nghĩ nương tựa nơi vị chư thiên đó thì mình mới đức tam quy chứ còn thí dụ như mình chỉ uh, gặp rồi mình kính lễ bình thường thì không có vấn đề gì đặc biệt uh, là những vị trời mà hiện tại là đang chứng đắc đạo quả thì các ngài vẫn là các vị thánh nha thì nó nó đáng để cho quý vị kính lễ còn một vị trí kheo á là hoàn toàn không được ngay cả cái chuyện kính lễ cũng không được nha kính lễ cũng không được